bạn, hôm nay mình chỉ với bạn cách mà lên hồ cá. Nó rất là đơn giản và rất là dễ nha các bạn. Nếu bạn có một cái hồ cá nhỏ nhỏ đó thì bạn tự làm ở nhà rất đơn giản ha. Thì mình gắn cái filter này mình phủ lên Amazon đó, thì nó rất là nhỏ và rất là đơn giản. Mình dùng cái hồ cá nhỏ mình thôi. Cái nước nó rất là trong, mà thấy không, nước trong veo luôn, mà thấy chưa, nó lọc chỉ trong 3 ngày thôi là cái nước nó rất là trong. Thì cái hồ này mình là hồ mini, hồ nhỏ mình chơi thôi. Nhớ mình đóng một cái xuồng nhỏ nhỏ đó, đóng một cái xuồng nhỏ nhỏ vậy thôi, đại khái vậy bạn thấy không. Rồi mình nuôi cá trong cái xuồng thì cũng đẹp giống như ở Việt Nam bạn thấy không. Thì mình trong cái xuồng này mình đầu mua mình đóng rồi, một cái xuồng rất là đơn giản mà rất là đẹp cho các bạn, rất là đơn giản thôi. Thì bán cá này có vô phí các bạn, rất là dễ sống. Còn mua mấy cá này nó rẻ tiền nhưng mà bạn có thể mùa lạnh nó sống được nha các bạn. Mùa lạnh không được xe đông đá nó vẫn sống, nước còn có nước và e là nó sống rồi thôi. Thì cái loại cá này rất là dễ sống ngoài trời, rất là đẹp nha các bạn. Cái màu nó trắng rồi nó đuôi dài rồi nó rất nhiều màu, nó rất là dễ tiết khe, nó ăn cái gì cũng được hết. Bạn cho nó ăn cái rất là dễ ăn ha. Rồi bạn sẽ làm, mình sẽ chỉ bạn cách làm sao để bạn liêm hồ cá. Thì cái loại rất là đơn giản, mình chỉ bạn ha. Và rất là đơn giản, mình mua cái filter này nè, rồi mình cho nước vô cái kia, mình bơm từ cái không lên lọc, rồi mình cho nó xuống là ba, mình làm ba cái ống nó bị chảy xuống lại các bạn. Thì cái hệ thống lọc thì mình đi từ cái pump lên cái filter nó xuống là cái chỗ ba cái lọc này nha, thì nó ra nước đổ từ từ xuống ha, mà rất là sạch các bạn, nước trong lắm. Cái hôm kia mình rất là thích cái filter này, mình mua được 2 tuần rồi đó. 2 tuần vì mình gắn cái lò là nhỏ thôi, trước mình mua lò bự, cái này mình hồ lội có lời, cái này là cái hồ nhỏ thì mình dùng cái filter nhỏ thôi. Là cái filter này nè bạn, hiệu nó là đây đó, Vivo Row, cái hiệu nó nhỏ lắm. Cái loại này là nó không có tiền ha, loại Vivo Row này rất là rẻ mà rất là tốt. Giờ mình cách mình link rất là dễ nha bạn. Cái hệ thống này là cái mũi tên này bật qua đây là nước nó chảy ra, là mình link, khi mình link á mình vặn qua đây, mình vặn ngược này qua bên này thì nước nó chảy ra đây, thì nó sẽ chảy xuống, thì nước là nước dơ ha. Còn cái đây cứ quay là nước rơi ra. Ok, giờ mình thử mình làm cho bạn coi nha. Thì mình sẽ làm một cái, đầu tiên mình mở này ra trước. Mình mở này, bạn cái này ra, ha, bạn này ra. Thì nó có cái miếng kiến này, miếng gương cạnh thân bể nha bạn. Mình để đây đi. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái thông để đó. Rồi mình vặn qua này cái. Rất là đơn giản ha. Thấy nước ra không? Rồi mới đó mình quay là nước đục ra nè, mình quay. Quay chút xíu. Cái bên cạnh cái đồ cặn phải ra nè, đó bạn thấy chưa? Đó, những cái nước nó dơ đó nó sẽ ra. Mình quay dài một cái mình thấy nó ra rất là nhiều. Đó là những cái cặn nó nằm ở đây nó đang phui không? Mà lấy cái nước này mình tưới cây các bạn biết không? Mình tưới cây. Mình rửa chút xíu, khi cái nước nó hết dơ á, một trong á thì nó đã sạch rồi các bạn. Đó, mình thấy dơ, nó dơ dễ sợ không? Mình quay chút xíu thôi, nó ra sạch hết rồi, bằng đóng rồi thôi, chừng cỡ 1 phút nha. Đó, 1 phút thôi là nước rất là sạch. Rồi các bạn thấy nó ra dễ sợ không? Đang phui ha. Cái này rất là dễ, bằng chặt mình quay nè, quay qua quay lại nè. Nó nhẹ lắm, nó không có nặng nha các bạn. Nếu bạn có cái hồ nhỏ nhà đó, nếu bạn có cái hồ nhỏ nhà bạn có linh đó, thì bạn làm giống như mình nè. Nó rất là tiện nghi, bạn có đi chừng cả 2 phút là nó sẽ xong trong đó. Bạn thấy nước ra dễ sợ không? Bạn quay tới, quay lui nha, nhớ quay tới lui để nó di chuyển cái trong này. Khi bạn quay á, là cái trục ở trong nó chạy, nó chặn vô cái chỗ mà nước các bạn biết không? Đó, mình quay từ từ này đó, mình quay cho mình một xíu thôi, là nước nó trong là mình tắt được rồi. Đó, mình quay cho mình nha. Cái này nó làm là rất đơn giản, bạn không có cần mở cái filter ra, đó nó trong mà thấy chưa? Nó dễ trong rồi đó, nó có chuẩn bị trong rồi đó. Thì mới đây chưa được 30 second thì bắt đầu nó trong nước, thì nó trong là bạn tắt được rồi nha các bạn. Đó, bạn quay giống như này nè. Nếu bạn có cái hồ nhỏ nhỏ thôi thì bạn muốn chơi cái hồ nhỏ luôn, mấy cái GoFit rồi chơi đó, thì bạn làm cái layup cho mình nè, thì nó rất là đơn giản ha. Đó, mình cái hồ này là 3 tuần lễ rồi, cũng 3 tuần rồi mới liên lần nha các bạn. Đó, 3 tuần lễ thì bắt đầu nó dơ đó, bữa hồ vẫn còn sạch lắm, nhưng mà tốt nhất đó bạn gần 3 tuần mình liên một lần. Cái hồ nó không có bị dơ. Mà nếu cái hồ mà bạn lâu quá, 2-3 tháng mà không lên á, thì nó tạo có những cái phân nó lâu quá thì nó sẽ không tốt cho cá nha các bạn. Cái này rất là nước ở trong mình thấy chưa, thì nó trong rồi đó. Trong đó, thì đó. Mình thấy mình tắt được rồi đó nha. Rồi cái này nó có cái UV light luôn. Đây là cái UV light nè. UV light này nó để cho cái nước nó bị xanh đó bạn. Khi bạn làm nó bị xanh. Khi mà nước trời nắng rồi nóng rồi lên rồi cái mặt trời xuống thì nó bị xanh, cái nước nó bị xanh nó riêu á. Thì cái này nó giết riêu hết, nó không có bị xanh, nước nó rất là trong nha các bạn. Đó, mình thấy mình làm này mình vậy nó sạch rồi đó bạn, đó giờ nó trong veo đó, trong rồi mình tắt nha. Ok, giờ mình tắt thì mình dặn ngược lại thôi, mình dặn này nè, đó dặn này nước nó đi xuống hồ, đó nó xuống rồi đó, nó còn rỉ chút xíu thôi là hết rồi đó. Ok, giờ hết, bạn thấy giờ nó xuống hồ đó. Ok, giờ mình dặn này vô, mình đóng này đi thôi. Mình khuyên bạn mua cái này đi, cái này nó rẻ tiền mà nó quấy cho bạn lắm, nó dễ thấy khe đó.
recommend ăn rẻ có thể. Cái này nó để chữ là Vivo Pro. Vivo Pro là cái hiệu của nó nha. Cái này nó nhỏ thôi, cái loại nhỏ nó bán không có mắc tiền nhưng bạn dùng rất là được. Và rất là tiện nghi, bạn để cũng gọn nữa ha. Cái đây là phần nước ra nó dơ, bạn thấy chưa? Dơ những cái bẩn phân cá đó. Thì mình lấy cái nước này mình tưới cây nha bạn. Giờ mình cho xuống hồ thì mình khi mình vặn ngược lại đó, thì cái nước nó chạy ngược xuống hồ. Mà thấy đơn giản không? Rất là dễ đơn giản. Đó, cái nước này xin nó trong veo nè. Nó xuống lại rồi. Khi bạn thấy bạn lại lọc một nước á, rồi bạn refill nước lạnh vô. Bạn refill nước mà nước nào cũng được. Mình khi mình nhớ bằng refill nước á, thì cái nước 1/3 hồ, 1/3 này nó cạn 1/3 giờ nè. Thì bạn có thể bỏ nước thêm vô được. Một khi mà nước hồ nó đầy hết rồi, nó còn một chút xíu thì không bao giờ đổ nước trong nhà ra nha bạn. Nếu bạn đổ nước trong nhà ra, cá nó sẽ chết hết vì nó có chất chlorine á, nó làm giết sạch cá đó nha bạn. Không biết khi mình cái chai mình nói bạn cái chai này nè. Đó, mình chỉ bằng cách đơn giản mà nuôi cá không bao giờ chết, bảo đảm quan tiền nó không chết cho bạn đâu nha. Nếu mà đúng cái hệ thống giống như mình nuôi lâu nào mình biết đó, thì cái loại chai này nè, nó là chlorine remover ha, quick conditioner. Cái này nó vừa có cái chất mà để con cá nó tạo lại cái nước nó không bị cái nước nó không bị chất chlorine, nó bằng cái chất thuốc tẩy trong nước á, chất chất mà remover nó uống vô là đó là cá chết liền, đổ vô cá chết liền nha. Đó, đây có conditioner là làm cho tự nhiên cái nước nó tự nhiên. Thì bằng tiền bằng đổ vô cái chai này tới 2.160 gallon. Cái chai này 2.160 gallon nha bạn. Và với cạnh của cái chai này bằng cái hồ này thì bằng không bộ khi mà cái nước nó mà lấy 1/3 ra thì bạn không cần bị bỏ cái chai đó. Khi nào mình thay nước 100% á, một lần hết của cái hồ đó thì bạn cần bỏ cái chai mình nói. Và mình cái nước nó refill, bạn chỉ refill nước hồ ra thôi. Bạn refill nước bình thường ra thì nó 1/3 thôi nha bạn. Bạn cứ đổ hết nước, rồi còn một chút xíu bạn đổ nước trong nhà ra nó sẽ chết. Khi bạn rửa hồ đó thì cái nước nó sẽ mất 1/3 hoặc 1/5 gì đó. Thì bạn refill cho bình thường, bạn không cần bỏ cái chai conditioner remover nha. Không cần bỏ cái chai này, bạn nhớ nha. Khi nào bạn thay hết nước luôn á thì bạn mới cần dùng cái chai này. Còn khi bạn là bằng 1/3 nước đi ra đó thì bạn không cần mình dùng cái chai remover. Ok, mình chỉ bạn rất là đơn giản á. Mình cái hồ này mình nuôi là rất là cá rất là nhỏ. Nếu bạn nào thích cái nuôi cá đó thì bạn mua một cái hồ hoặc một cái pond, một cái gì nhỏ nhỏ bạn đóng lên. Thì bạn có một cái sở thích của bạn nha bạn. Nói chung là mỗi người có một cái riêng các bạn biết không? Chứ bạn biết khi mà rửa ra đó, rồi cái nước nó nằm trong này nè, nước cạn bẫy trong này là đó, mình đổ bớt lên nha bạn, nó nặng quá mình đổ bớt rồi. Nhưng mà bạn bắt đầu tưới vô cây rất là tốt nha bạn. Bạn khi bạn rửa cái hồ ra rồi đó, bạn tưới vô cây cho mình nha. Rồi nó rất là tốt, cái phân này nó bạn không cần dùng một phân nào khác hết. Cái phân cá là số 1, cái phân nước cá mới đổ ra đó bạn biết không? Đó là số 1 rồi. Bạn không cần mua phân gì hết. Đấy, mới kịp thời cảm ơn bạn nha. Giờ mình xin tạm dừng cái video nha bạn. Nếu bạn có một cá đẹp như vậy nè, rồi bạn muốn con cá nó khỏe đó, thì bạn làm cái chuyện đây giống mình đó. Thì nó rất là dễ. Mình dọn dẹp, mình lên chùi cho bạn biết không? Còn mình mua cái chục mà mở ra mới vô tháo ra theo mệt lắm bạn biết không? Còn nay bạn 3-4 tuần rồi, mình dùng chừng cái 2 phút thôi, còn quay cái lén nước rồi mình tưới cây. Thì cái nước cây nó rất là tốt nha bạn. Thì thôi mình xin tạm dừng cái video các bạn ha. Rồi cảm ơn bạn cái gì ủng hộ cho mình hết cỡ nha bạn ha. Rồi bạn có muốn cái gì thì comment cho mình nha bạn. Thôi thank you bạn. Rồi bye bye.